Bếp ga Nhật Bãi nhà em Hoa đã sẵn tại kho rất là nhiều rồi. Shop của em Hoa đóng tại Triệu Sơn, Thanh Hóa nhé. Kho hàng bếp nhà em rất là nhiều mẫu mã luôn đấy ạ. Và trong video này em tiếp tục giới thiệu đến cho các bác và anh chị mình 5 mẫu bếp. Và đan xen trong 5 mẫu bếp này thì có những con là bị chảy xước nhiều thì em sẽ giảm giá thành sâu cho các bác và anh chị mình nhé. Bây giờ mời các bác và anh chị mình đi tham khảo về 5 mẫu bếp ngày hôm nay của em. Mã số H1. Con này là mã số H1, dòng zin này, mặt men màu ghi chì. Con này màu ghi chì nhé. Trên bề mặt trên thì rất là đẹp, không có bị tình trạng chảy xước chỗ nào. Model sản xuất là năm 2022. Đấy, thành vách rất là đẹp này. Bên hông trái, hông phải không có tình trạng bị móp méo gì đâu ạ. Bên dưới đã bao lưới chống chuột cho các bác và anh chị mình rồi. Đời 2022. Phím ra nhấn này. Phím nhấn phản quang nhé. Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Và con này là chạy bằng pin tiểu. Đây, đánh lửa bằng pin tiểu. Thường thường những cái dòng bếp mà kia thì nó đánh bằng đôi pin đại như thế này. Con này là nó đánh bằng pin tiểu nhé. Một con duy nhất có tại kho em. Và trong video này tất cả anh mã bếp thì con nào em cũng có ưu đãi. Một bếp đời 2022, chia lửa là bằng bếp nhôm. Đây, họng bếp bên tay trái đây ạ. Họng bếp rất là đẹp, sạch sẽ, không có tình trạng bị han dỉ gì đâu ạ. Bên trong của bếp phải đây ạ. Khay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox. Tính năng an toàn của bếp Nhật thì các video khác là em cũng rất nói rất nhiều rồi. Tự động tắt lửa khóa ga khi nồi cạn nước, gió thổi mất khoảng lửa. Và nấu canh, nấu nước, nấu cháo có bị trào nước ra thì bếp sẽ hoàn toàn tự động tắt lửa. Và sau khi tắt lửa là sẽ khóa ga cho gia đình mình. Đấy là cái tính năng an toàn chung của dòng bếp Nhật rồi. Nhờ cái tâm cảm biến chạm đáy nồi này, nó sẽ tự cân chỉnh được ngọn lửa và cắt ngọn lửa khi nồi nóng quá để chống cháy nồi cho gia đình mình rất là cao. Mã số H1 ngày hôm nay, dòng Zinai chạy bằng pin tiểu, giá thành 2.800.000 cho các bác và anh chị mình tham khảo ạ. Sang mã số H2, thương hiệu Zinai, sử dụng bằng phím vặn. Phím vặn ưu điểm là rất là bền, điều chỉnh ngọn lửa được ở mức nhỏ nhất mình có thể. Khay nướng, vị nướng thì bằng chất liệu inox. Bên trong khoang nướng đấy ạ, rất là sạch sẽ đúng không ạ. Mặt men, con này mặt men màu đen. Bề mặt con này cũng rất là đẹp luôn. Vít chắn nước để chống mình còn nấu canh, nấu nước bị trào xuống để không bị xuống họng bếp. Gọi là bảo vệ bếp để cho được tuổi thọ cao hơn. Và giữ lại cái bộ chân kiềng gọi là chắc chắn luôn, không có xê dịch ở điểm chân kiềng. Mặt men màu đen, chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Chia lửa rất là đẹp đúng không ạ? Họng bếp rất là sạch sẽ. Một em Zinai, chức năng nấu nướng bình thường, hai bếp nấu trên, tiện dụng cho gia đình mình sử dụng để chống cháy nồi. Và một là lò nướng phía dưới. Giá thành con này bán cho nhà mình với giá là H2, giá thành là 2.200.000 đồng, một mã H2 ạ. Sang mã H3, cho các bác và anh chị mình tham khảo là một thương hiệu Panoma, sử dụng bằng phím nhấn đời 2021 và có thêm một chức năng hẹn giờ 30 phút nằm của bếp trái và bếp phải. Tức là con bếp này là dòng mặt men có hẹn giờ được 30 phút của hai bếp trái và bếp phải. Khay nướng, vị nướng bằng chất liệu inox. Bên trong khoang nướng đấy ạ. Mặt men con này là màu đen nâu nhé, màu đen hơi pha nâu một chút. Chia lửa là bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Lửa bếp nhôm thì là lửa rất là xanh, đánh rất là nhạy luôn đấy ạ. Còn dạng vách đồng thì em thấy dòng mặt kính, vách đồng lửa rất là nhạy luôn ạ. Đây, thành vách hai bên hông trái hông phải phía sau. Xoay kỹ cho nhà mình thấy nhé. Thành vách bên em thì cam kết 100%, không có tình trạng bị han dỉ móp méo gì. Rất là đẹp. Mã số H3 ngày hôm nay,
giá thành bán cho các bác và anh chị mình với giá là 2.700.000 đồng. Con này em bán cho các bác và anh chị mình với giá là 2.700.000 đồng, mã H3 nhé. Sang mã H4 là một dòng phun chức năng, dòng Zinai, mặt kính màu đen phun chức năng. Chia lửa của con này là bằng đồng nguyên khối ạ. Bộ đồng rất là chắc chắn luôn, không có tình trạng bị han rỉ hay gãy một cái răng cưa nào để ra con lửa đâu ạ. Mặt kính còn là mặt kính màu đen, hơi phun nhiều ánh kim tuyến đấy ạ. Ở trên lửa của bên bếp phải ạ. Hỏng bếp vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Bên trong khay nướng và vị nướng thì bằng chất liệu inox, lò nướng 2 tầng lửa. Lò nướng 2 tầng lửa. Bên trong rất là sạch sẽ nhé. Một con phun chức năng thì gồm những chức năng như sau. Thứ nhất là có hẹn giờ của lò nướng này. Biểu tượng hình con cá là phím nhấn của lò nướng. Một bếp nướng hẹn giờ tối đa được 14 phút và tối thiểu 1 phút. Lò nướng 2 tầng lửa, đây là cần điều chỉnh ngọn lửa của lò nướng. Con bếp phải thì có cài đặt được trên dán 160, 180 lên 200. Và có thêm một chức năng nấu nước tự sôi 5 phút là tắt. Và chức năng 3S hỗ trợ cho mình chiên rán lâu để tránh mất ngọn lửa đột ngột đi thì mình sử dụng 3S. Còn bếp bên tay trái này thì có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu cháo và có hẹn giờ. Con này là hai đồng hồ hẹn giờ riêng biệt. Đồng hồ hẹn giờ riêng biệt của bếp trái là riêng. Và đồng hồ hẹn giờ riêng biệt của lò nướng là riêng nhé. Gọi là hai đồng hồ hẹn giờ riêng biệt luôn. Bếp trái là tức là bếp nấu trên thì hẹn giờ tối đa là được 90 phút và tối thiểu 1 phút. Đây là khay chứa pin. Khi sử dụng dòng bếp Nhật, các phím ở trạng thái bình thường như thế này mà thấy cái đèn nháy đỏ đây, tức là đã báo hiệu của gia đình mình là pin gần hết. Để các bác anh chị mình biết đường để thay pin nhé. Giá thành một con Zinai ngày hôm nay trong video ưu đãi của em, giá thành cho các bác và anh chị mình với giá là 3.700.000 đồng. Con này thường thường em bán là 3.800.000, 3.900.000. Con này hôm nay em ưu đãi là còn giá là 3.700.000 đồng cho các bác và anh chị mình ạ. Kết thúc trong buổi video ngày hôm nay là mẫu số 5 cho nhà mình tham khảo. Mẫu số 5 là một thương hiệu Zinai mặt pen màu đen. Con này mặt thì là bị một số điểm chảy xước đấy, nhưng mà tổng quan lại nhìn thì cũng rất là đẹp. Kiềng nó cũng che hết rồi, thì còn li ti vài chấm điểm như thế này thôi này. Đấy, bác nào mà mình không quan trọng về hình thức nhiều quá thì con này em giảm giá thành cho các bác và anh chị mình sau này. Giá thành một con bếp này đời 2022 là thường thường con này là em bán là 2.800.000 đồng. Thì con này ngày hôm nay em bán cho các bác và anh chị mình với giá là 2.600.000 đồng. Một con hai đời 2022 nhé. Vì do một số điểm chảy xước như thế, còn mặt men của nó rất là đẹp. Con này mặt men rất là bóng luôn này. Chất men rất là đẹp, men zin của Nhật luôn nhé. Chỉ bị một số điểm chảy xước như thế này thì bên em cũng có chấm sạm lại sơn ô tô cho các bác và anh chị mình rồi. Nên là bác anh chị nào mình không quan trọng hình thức nhiều quá, chỉ cần nấu nướng an toàn của dòng bếp Nhật, thì mình mua được con bếp này, em giảm giá thành cho các bác và anh chị mình với giá là 200.000 đồng, còn 2.600.000 đồng nhé. Chia lửa của con này là bằng nhôm hợp kim ạ. Đây, hỏng thọng bếp bên tay trái đây ạ, rất là đẹp đúng không ạ. Thay nướng và hình nướng bằng chất liệu inox. Giảm giá là vì nói chung thẩm mỹ ở trên bề mặt của nó là bị một điểm chảy xước như thế thôi. Thì trong video thư thoảng em vẫn có sự ưu đãi. Thì nói chung là nhìn về thì nó hơi bị chảy đó, thì mình cũng hơi xấu hơn hình thức một chút đúng không ạ. Thì bác nào mà mình quan tâm không quan tâm lắm thì mình được con bếp ưu đãi này. Giá thành em giảm cho nhà mình với giá là 2.600.000 nhé. Giảm 200.000 đồng đấy ạ. Này, thành vách rất là đẹp luôn. 5 mẫu bếp ngày hôm nay em hoa lên. Bác anh chị nào mình ưng mẫu nào thì liên hệ lại giúp em nhé. Còn ngoài phân khúc giá thành 1.700.000, 1.800.000, trên dưới 2 triệu tầm 5-7 triệu thì bên em cũng có đấy ạ. Cứ liên hệ với em Hoa thì em sẽ Hoa sẽ gửi hình ảnh bếp cho các bác anh chị mình tham khảo, để mua được những chiếc bếp mình ưng nhất này, hợp với lại cuộc sống của gia đình nhà mình này, hợp với nhu cầu nấu nướng của mỗi gia đình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác và anh chị đã luôn đồng hành theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.